Đói chưa? Ta đói lắm rồi ấy. Mình chẳng có cái gì ăn nữa đâu. Nhà cũng không có ở đâu mày ạ. Đói thật thế. À thôi, mày cũng đói lắm rồi ấy. Cái đấy nó bẩn lắm. Được, qua bên nhà đi. Nghe lời chú. Chú. Được, nghe lời chú đi. Nắng đi về nhà đấy nhé. Nhé, chăm sóc chó cẩn thận nhé. Nắng lắm, con đi về đi. Rồi rồi, nắng lắm, con đi về đi. Nào, đi về nào. Nào, nghe lời nào, ngoan nào. Chú đi đây, nhá. Ngoan nào, ở nhà ngoan nhá. Học giỏi nhá. Chú đi đây. Rồi, đi về đi nào. Nào. Đi nhá, tao đi tìm cái gì bán nhá. Mưa rồi đấy, mày không đi theo được đâu. Đi tìm tao đâu, tao đi xa lắm. Mày ở nhà đi.
Út sao chị ở đây? Chào anh nhé. Cún đâu rồi? À, nó chắc cũng vừa ra đây đi chơi chỗ nào thôi. Thế thôi, bây giờ bé không ở nhà thì em cũng đi về đây. Vâng, chào anh nhé. Này sao bây giờ nó tốt thế nhỉ? À, ông biết mình đuổi cái con bé nào đi rồi nhỉ? Nhưng nó vì mà ông bị ông bị làm gì? Tuần này liệu ông có biết chuyện không nhỉ? Chắc là không sao đâu. Cho em hỏi tí. Đứa bé bằng này ở trên nhà trên này bây giờ đi đâu nhỉ? Thấy chị đấy. Thấy cái có một bà ở đấy, chắc bà ở đấy đuổi đi rồi. Đuổi đi à? Ừ. Nãy em cũng lên hỏi thế bà bảo đối xử tốt lắm nhưng mà em cũng không tin đấy. Thấy bà đuổi đi rồi. Em không.
cái gì về cho mẹ ăn nhé. Bố bao nhiêu?
đâu được đẹp thế. Cho cô hết hai bó này bao nhiêu?
Đi đâu ấy? Ta bảo mày ở nhà đợi mà. Đi về thôi. Đi về nào. Đi đâu? Ta bảo mày ở đây đợi, đi đợi. Đi ra ngoài đi hỏi bác đây, đi về thôi. Chú chú. Về ăn cơm thôi, ta mua được bánh này. Chú chú. Về đây. Về như này. Ta bảo mày ở nhà đợi mà. Vào đây. Vào đây mình ăn cơm thôi. Mày đồ lắm rồi phải không? Đấy mà. Mày chết no phải không? Ta còn đúng bằng này tiền. Mình để mai mua ăn nhá. Mai đói hết rồi, tao ăn hết rồi. Còn một cái vỏ thôi. Mình để tiền mai ăn.